Bên cạnh việc đẩy nhanh công tác xét nghiệm, thì hiện nay các địa phương đã tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát, quản lý hết đối với các khu vực địa bàn, khu dân cư để thực hiện nghiêm chủ trương ai ở đâu thì ở đó. Ghi nhận của phóng viên tại quận Cẩm Lệ. Với 7 chốt chặn cứng được thiết lập cùng 29 nhánh đường ra vào phường Hòa Xuân đã được dựng rào chắn, thì bất kỳ người và phương tiện nào muốn lưu thông qua địa bàn này những ngày này đều phải được sự đồng ý của các lực lượng tuần tra kiểm soát. Ngoài ra, phường Hòa Xuân cũng thành lập 25 ban điều hành tại khu dân cư để kịp thời nắm tình hình, đảm bảo người dân địa phương thực hiện nghiêm, ai ở đâu thì ở đó. Ở trên địa bàn phường, thì các tổ tuần tra là thường xuyên là tuần tra trên địa bàn và xử lý các trường hợp mà ra đường là không đúng quy định, và cái này là tham mưu cho ủy ban để ra quyết định xử phạt. Đặc biệt thì đối với lại địa bàn phường Hòa Xuân thì có 300 tuyến đường thì công tác quản lý thật sự rất là khó khăn. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đã tổ chức là thành lập 25 cái ban điều hành tại khu dân cư. Ngoài cái việc mà để đảm bảo cái địa bàn thì chúng tôi có cái tổ tuần tra xử lý nhanh. Đối với chúng tôi rằng là khi thực hiện cái quyết định thì chúng ta phải quyết liệt và chúng ta làm mạnh, thì người dân phải chấp hành nó tốt trong cái việc thực hiện cái quyết định 2788. Hiện nay trên địa bàn quận Cẩm Lệ có 54 điểm chốt chặn và 116 ban điều hành tại các khu dân cư với hơn 2.000 thành viên hoạt động tích cực nhằm kiểm soát hiệu quả việc thực hiện giãn cách trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý đối với các trường hợp ra đường trái quy định. Thì hiện nay tổ chốt chặn này kiểm tra rà soát toàn bộ các khu dân cư, khép kín các khu dân cư, đảm bảo không cho người dân ra đường. Và nếu mà ra đường thì chúng tôi bị xử phạt. Đây là cái nguồn mà lực lượng mà đảm bảo cho công tác thực hiện kế hoạch 2788 của thành phố. Trong 7 ngày vàng, bên cạnh việc tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm, việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội cũng là nhiệm vụ tối quan trọng để Đà Nẵng bóc tách hiệu quả các F0 ra khỏi cộng đồng, sớm thu hẹp các vùng đỏ, mở rộng thêm nhiều vùng xanh, sớm trở lại trạng thái bình thường mới.